Những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ, mời quý vị thính giả đến với bản tin lúc 15 giờ. Khánh cùng với việc Anh xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Bản tin với những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới được chúng tôi chuyển tải liên tục trong các bản tin. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong bản tin 15 giờ ngày hôm nay. thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 2, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh, tiếp đoàn đại biểu thành phố Kim Hê, Hàn Quốc do ngài An Kyong Won, Phó thị trưởng thành phố Kim Hê làm trưởng đoàn đến chào xã giao. Cùng đi trong đoàn đại biểu của thành phố Kim Hê có ngài Ri Myong Chủ tịch Hội đồng thành phố. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu lãnh đạo của thành phố Kim Hê Hàn Quốc đến thăm Tây Ninh trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, sự gắn kết giữa hai quốc gia hai dân tộc có nhiều nét tương đồng, không những có mối quan hệ tin cậy về chính trị mà còn có mối quan hệ tin cậy về kinh tế văn hóa trong suốt thời gian qua. Điều đó thể hiện qua các đoàn đại biểu viếng thăm cấp nhà nước, cấp địa phương và các dự án đầu tư của Hàn Quốc và Việt Nam. Hiện Hàn Quốc nằm trong top đầu tư vào Việt Nam và nằm trong top 3 đầu tư vào Tây Ninh và đứng thứ hai về số dự án với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tây Ninh luôn xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thiện với doanh nghiệp khi đầu tư vào Tây Ninh. Năm năm liên tiếp, Tây Ninh xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố có thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Ngài An Kiong Won, Phó Thị trưởng thành phố Kim Hệ Hàn Quốc, cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Tây Ninh. Đoàn có nhiều ấn tượng tốt đẹp khi tham dự lễ hội Xuân Núi Bà Đen. Kim có nhiều hành mũi nhọn, phát triển về công nghệ, mong muốn giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tỉnh Tây Ninh. Theo ngài An Kiong Won, Phó Thị trưởng thành phố Kim Hệ Hàn Quốc, sau chuyến thăm này, mong muốn có những thông tin cụ thể về chính sách đầu tư để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Tây Ninh và đất nước Việt Nam. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đoàn lãnh đạo thành phố Kim Hề cũng đã trao cho nhau những món quà lưu niệm. Là lễ hội bậc nhất Nam bộ dịp đầu xuân năm mới, hội xuân núi Bà Đen Giáp Thịnh 2024 thu hút hơn 200.000 khách đổ về Tây Ninh. Trong đó, gần 150.000 khách đi cáp treo lên chim bãi đỉnh núi cao nhất Nam Bộ. Ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, khắp các ngã đường Tây Ninh, các đoàn xe nối nhau đổ về núi Bà Đen. Đặc biệt, khu vực Chùa Bà và đỉnh núi Bà Đen đón lượng khách đông nhất trong mấy ngày Tết vừa qua. Theo thông tin từ khu du lịch Sun World Bà Đen Mountain, đến chiều tối mùng 4 Tết, 148.000 lượt khách đã đi cáp treo lên núi Bà Đen hành hương. Chuỗi hoạt động thuộc hội xuân núi Bà Đen sẽ còn tiếp diễn và kéo dài đến hết ngày 29 tháng Giêng với nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo như múa trống trời dầm, hội diễn lân sư rồng, biểu diễn dân vũ, hoạt động trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian được kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ trong những ngày đầu năm mới. Trong những ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tây Ninh huy động cán bộ chiến sĩ trực 100% quân số để hướng dẫn điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức các tổ công tác thường xuyên kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn. Qua 6 ngày kỳ Tết Nguyên đáng giáp thịnh 2024, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 304 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Việc thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm nồng độ cồn sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh duy trì, qua đó góp phần xây dựng văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, làm bị thương 11 người, so với cùng kỳ tăng 6 vụ, giảm 1 người chết, tăng 10 người bị thương. Các trường trung cơ sở tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần một năm. Đây là quy định mới đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học, lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai được thực hiện trước khai giảng năm học mới. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất một lần ngay sau khi kết thúc năm học. Học sinh chưa được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại chưa đạt hoặc học lực cả năm xếp loại yếu kém. Quy định xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới được thực hiện từ ngày 15 tháng 2 năm 2024 thưa quý vị cũng may vàng cũng bánh mứt, thế nhưng cái Tết của những phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh tây ninh lại đặc biệt hơn vì họ không đón Tết cùng người thân mà với những cán bộ giám thị. Tết là khoảnh khắc sum họp bên gia đình nên đây là thời điểm mà các phạm nhân cảm thấy nhớ nhà, mong muốn đoàn viên với gia đình. Hiểu được điều đó, bên cạnh việc triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực đơn vị. Trại tạm giam công an tỉnh đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định, tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, chia sẻ nỗi niềm và đánh thức lòng hướng thiện trong họ. Đây cũng là chính sách nhân đạo khoan hồng cho phạm nhân được đảng nhà nước quan tâm thực hiện. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Phân, phó giám thị trại tạm giam công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Tôi tội tổ chức cho người khác sức cảnh trái phép sau gần một năm sau gần một năm cải tạo ở trại tạm giam tôi đã rút ra được một bài học và cán bộ quản giáo ở đây cũng quan tâm lo lắng chăm sóc cho chúng tôi mừng xuân có tổ chức những chương trình văn hóa văn nghệ trò chơi thể dục thể thao bổ ích để cho chúng tôi có thêm động lực để cải tạo để sớm về với gia trại tạm giam cũng tổ chức ngày hội gia đình phạm nhân qua những phút giây gặp mặt ngắn gũi nhưng ý nghĩa sự đồng viên an ủi của người thân là động lực là điểm tựa để những phạm nhân vượt lên chính mình trải qua cái tết ở trại giam đánh thức nỗi khát khao đoàn tụ gia đình trong mỗi phạm nhân khơi dậy trong họ động lực cải tạo thật tốt sớm trở về sống có ích cho gia đình và xã hội với họ mỗi cái tết qua đi là rút ngắn quãng thời gian chấp hành án ngày trở về với gia đình cũng được gần hơn để có những ngày tết an lành như thế nhờ vào sự hy sinh trách nhiệm thầm lặng của cán bộ chiến sĩ trại tạm giam hiểu được trách nhiệm trên vai họ gác lại hạnh phúc bên gia đình để cùng với những phạm nhân đón tết tại đây nỗ lực gieo những mầm thiện cho đời một phạm nhân đang chấp hành án phạt 5 năm tù vì tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xúc động bộc bạch tôi tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Sau gần một năm sau gần một năm cải tạo ở trại tạm giam, tôi đã rút ra được một bài học và cán bộ quản giáo ở đây cũng quan tâm lo lắng chăm sóc cho chúng tôi. Mừng Sơn có tổ chức những chương trình văn hóa, văn nghệ, trò chơi thể dục thể thao bổ ích để cho chúng tôi có thêm động lực để uh, cải tạo để sớm về với gia đình. Một phạm nhân khác cho hay: trong những dịp lễ tết và trong thời gian uh, tết nguyên đán năm 2024 này, cán bộ trại tạm giam đã giúp đỡ chúng tôi anh chị em phạm nhân có dịp uh, vui chơi các trò chơi dân gian, văn hóa, thể dục thể thao để tạo không khí ấm cúng. Ngoài những hoạt động như vậy thì cán bộ quản giáo thường xuyên giúp đỡ tận tình, hỏi thăm sức khỏe và tạo điều kiện cho chúng tôi một cách cải tạo tốt nhất để sớm được trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Mùa xuân mới với sắc xuân tràn ngập bôn nơi với sự cảm hóa của các quản giáo, hy vọng những phạm nhân đang đón Tết tại trại tạm giam sẽ thấy được niềm tin hướng thiện, chuyên tâm cải tạo để được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tìm lại mùa xuân. Cho cuộc đời mình. Tiếp tục với phần tin trong nước. Thu thính giả dạ, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29 đến mùng 4 Tết Giáp thình, các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận 583 trường hợp đến khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng hơn 50% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 trong đó 302 trường hợp phải điều trị nội trú, tăng 13% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Tổng số khám cấp cứu tai nạn do vũ khí vật liệu nổ tự chế khác là 82 trường hợp, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Các bệnh viện trên toàn quốc cũng tiếp nhận tổng số ca đến khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là gần 20.000 trường hợp, giảm 12% so với cùng kỳ Tết Quý Mão. Hiện tại hơn 6.000 trường hợp vẫn đang điều trị tại bệnh viện, tăng 7,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão. Hệ thống bệnh viện cũng ghi nhận số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 105 người, trong đó tử vong tại bệnh viện là 32 ca, tử vong trước khi vào viện là 73 trường hợp, giảm 21% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Báo cáo về ứng dụng giao đồ ăn tại Đông Nam Á của Momentum World vừa công bố cho thấy, mỗi ngày người Việt chi hơn 90 tỷ đồng gọi đồ ăn online. Cụ thể, năm 2023, người Việt đặt đồ ăn trên các ứng dụng Grab, Shopee Food với tổng giá trị lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 35.000 tỷ đồng, tức khoảng 90 tỷ đồng một ngày. Giá trị đơn hàng đặt qua các ứng dụng tại Việt Nam năm ngoái tăng 30% so với năm trước đó, là mức tăng nổi bật so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, quy mô giá trị đơn hàng của Việt Nam vẫn kém hơn nhiều nước như Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan theo báo cáo của cục quản lý giá bộ tài chính trong dịp tết vừa qua thị trường tiêu dùng không cao chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống thủy hải sản rau củ quả tươi hàng ăn và dịch vụ ăn uống dịch vụ du lịch vui chơi giải trí dịch vụ trong giữ xe dịch vụ dẫn tải hành khách tình hình cung cầu giá cả thị trường cơ bản ổn định nằm trong kiểm soát nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay vì vậy, nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng giảm đan xen nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá. Kính thưa quý vị, ngày lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2 là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng cho nhau những món quà, những bó hoa tươi đặc biệt trong ngày ý nghĩa này. Cần kề ngày Valentine cũng là thời điểm thị trường hoa làm quà tặng bắt đầu sôi động hơn tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội, thị trường hoa tươi ngày lễ tình nhân năm nay khá phong phú về chủng loại hoa trong nước và nhập khẩu. Năm nay, lễ tình nhân đúng vào mùng năm Tết nên giá tăng hơn so với ngày thường từ 10 đến 20%. Chị Đỗ Hồng Anh, chủ cửa hàng hoa cho biết: à, Năm nay thì ngày lễ Valentine thì là vào ngày Tết nên là cái xu hướng bán cũng sẽ chậm hơn, mà hoa cũng không có đắt, đấy cũng rẻ thôi. Ừ, hoa nhập khẩu cũng có nhưng mà nói chung là đang phần là hoa của Đà Lạt cũng rất là phong phú và đẹp. Năm nay kinh tế khó khăn nên hoa bó cũng được các cửa hàng bó giá cả phải chăng từ 200 đến 500 ngàn đồng một bó. Hiện hoa hồng Đà Lạt có giá từ 15 ngàn đồng đến 20 ngàn đồng một bông. Hoa hồng ngoại cũng rất được ưa chuộng bởi màu sắc tươi mới, dao động từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng một bông. Ngoài hoa tươi thì các cửa hàng còn có hoa sáp phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chị Phùng Thị Thu, chủ cửa hàng, nói. Có, có những cái hoa sáp này, hoa tulip này, hoa hồng, hoa hồng thì là phổ biến rồi. Có những mặt hàng uh, hoa lạ thì uh, theo sở thích của khách hàng. Không chỉ chú trọng đến chất lượng và loại hoa, chủ các cửa hàng hoa còn quan tâm đến thiết kế tạo mẫu các lãng hoa bằng nhiều chất liệu khác nhau như bao bì, các loại giấy màu hoặc túi để cắm hoa để những bó hoa phong phú hơn cho mùa Valentine này. Chuyển sang phần tin quốc tế, Thú vị, tờ La Nation của Argentina vừa có bài viết nói về kinh nghiệm của doanh nhân Argentina đầu tư tại Việt Nam và kêu gọi doanh nghiệp nước này quan tâm tới thị trường quốc gia Đông Nam Á này. Trong bài báo có tiêu đề Hãy đầu tư vào Việt Nam, một thị trường với nền kinh tế ổn định. Nhà báo Gabriela Aurelia thông tin Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 10 châu Á, tổng sản phẩm quốc nội GDP đạt 410 tỷ đô la Mỹ và dự báo sẽ tăng trưởng tới 6,5% trong năm 2024, với mức lạm phát dự báo 3,4%. Cũng theo tác giả, 11 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022, với mức thẳng dư 640 triệu đô la Mỹ về phía nước Nam Mỹ. máy báo cho biết, với các nước khác, tại Việt Nam có rất ít nhà đầu tư ở Argentina. Tuy nhiên, Việt Nam là thị trường có nhiều cơ hội và rất đa dạng. Đối với các công ty xuất khẩu ở Argentina cũng như với các nhà đầu tư, dù không phải dễ dàng. Ngày 14 tháng 2, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra vùng biển phía đông nước này. Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng vào khoảng 9 giờ địa phương, tức 7 giờ Việt Nam, ra vùng biển phía đông bắc của thành phố Duyên Hải Wonsan. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc không nêu rõ số lượng tên lửa. Trong thông báo gửi tới các phóng viên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ, quân đội Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi những hành động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là lần thứ 5 Triều Tiên phóng tên lửa hành trình kể từ đầu năm tới nay. Bình Nhưỡng đã tiến hành các vụ thử vũ khí, bao gồm phóng tên lửa hành trình từ vùi biển và đất liền, cũng như bắn pháo hoa vào vùng biển gần hải giới liên triều ở phía Tây. Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn do lạm phát cao, người tiêu dùng trẻ ở Thái Lan vẫn có xu hướng sẵn sàng tăng chi tiêu cho dịp lễ tình nhân Valentine năm nay nhằm thể hiện sự quan tâm dành cho nửa còn lại. Cuộc khảo sát hàng năm về chi tiêu của người tiêu dùng cho lễ tình nhân năm nay do Đại học Phòng Thương mại Thái Lan thực hiện với 1.250 người cho thấy, chi tiêu cho sự kiện này sẽ vào khoảng 2,52 tỷ bạc, tăng 5,4% so với năm 2023. Cho dù kinh tế khó khăn, vẫn có 34,9% số người được hỏi cho rằng kỷ niệm ngày lễ tình nhân là quan trọng. Về tổng chi tiêu, gần 3 phần tư số người tham gia khảo sát, tương đương 73,6% cho biết họ đang lên kế hoạch kỷ niệm dịp đặc biệt này dù dự kiến sẽ phải chi trả nhiều hơn trong năm nay. Những mức chi tiêu trung bình, ước tính 2.125 bạc mỗi người, tăng so với 1.848 bạc mỗi người vào năm 2023. Trung tâm Nghiên cứu Học địa chất GFZ của Đức cho biết, một trận đồng đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra ở phía tây đảo Honshu của Nhật Bản vào sáng ngày 14 tháng 2. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km tại vùng biển tỉnh Ishikawa, tuy nhiên cơ quan trên không ban bố cảnh báo sóng thần. Ishikawa chính là địa phương đã hứng chịu trận động đất có cường độ hơn 7 vào đầu ngày đầu tiên của năm mới, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngày 13 tháng 2, một trận bão tuyết lớn và bất ngờ đã ập vào khu vực Đông Bắc nước Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khoảng 30 triệu người. Các thành phố New York, Philadelphia hay Boston đã chứng kiến tuyết rơi liên tục nhiều giờ liền và nhiều nơi tuyết dày gần nửa mét, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 15 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự lúc 17 giờ cũng trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Xin kính chào tạm biệt.